Ok, chào các em thân mến, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em làm bài kiểm tra tiếng Anh lớp 6 nhé. Phần A của chúng ta là phần phát âm. Các em hãy tìm cho cô cái từ nào được phát âm khác so với từ còn lại. One, cô có A, judo. Âm này là âm O, judo. A, compass. O, oversee. Notebook, O. Như vậy đáp án ở đây chúng ta là câu B. Compass. 2. Chúng ta sẽ đọc là O, snow. B, O, no. C, O, bowl. Và D là I'm out. Out, now. Như vậy đáp án của chúng ta là câu D. Now. 3, số 3. Đây là cách đọc âm S. Ears, âm D. Eyes, âm giờ. Arms cũng là âm giờ. Và lips là âm sờ. Như vậy chúng ta chọn câu D. Các em nhớ cho cô cái từ kết thúc là chữ P. Như vậy là P, T và K thì chúng ta sẽ đọc là âm sờ. Số 4 có âm O, stove. O, telephone. Mother. Và bone, âm O. Như vậy đáp án của chúng ta là câu C. Mother. Five. Tương tự chữ sờ này, các em thấy chưa? Đó. Vase, âm giờ. Dishes, easer. Table, âm giờ. Và fridge. Sorry. Số 5 câu A là easer. Vases. Vases, kết thúc bằng chữ sờ này. Dishes, tables. Và fridges. Như vậy đáp án của chúng ta là câu C. Tables. Các em nhớ là chữ sờ. Ok, sờ hát, chữ sờ. Và âm j. Đó, chúng ta sẽ đọc là âm easer. Số 6, chúng ta có âm k này. Các em nhớ chưa? P, t, k. Như vậy là âm sờ. Notebooks, rulers, erase. Scissors và pencils. Vậy chúng ta chọn câu A. Số 7. Brother. Nose. Blow. Và oven. Như vậy chúng ta chọn câu A. A. Rồi chúng ta chuyển sang phần B là chọn đáp án đúng. Câu số 1. I'm going, go, going và goes. Đây là về phần ngữ pháp. Ở đây có từ tomorrow, ngày mai. Như vậy chúng ta sẽ chọn là thì hiện tại tiếp diễn mang ý nghĩa tương lai. Hiện tại tiếp diễn công thức của nó là to be cộng động từ thêm in. Đáp án sẽ là câu A. Số 2. Đây cũng là một câu về ngữ pháp. Megan đang chơi bóng cầu lông. Như vậy chúng ta có động từ to be rồi là chữ is. Như vậy chúng ta sẽ có từ chơi là play in. Câu số 3, we do. Do thì nó sẽ đi với từ là do homework và do judo. Ở đây có từ gym là phòng tập thể dục. Như vậy chúng ta sẽ chọn từ judo. Số 4, đây là từ vựng. Cái này liên quan tới môn math là môn toán. Như vậy chúng ta sẽ chọn calculation. Calculators là máy tính. Số 5, đây là một từ vựng tiếp theo. Cô ấy chỉ đi về nhà vào cuối tuần. Như vậy đây là một ngôi trường bán trú. Chúng ta có bán trú là boarding school. Số 6, Hương không thích gặp nói chuyện với người lạ thì cô ấy là một con người rất là xấu hổ, ngại ngùng. Chúng ta có từ shy. Tiếp theo câu số 7, cô có mẹ làm việc từ sáng tới tối thì đó là một người rất là chăm chỉ. Chúng ta có từ hard working. Mẹ của tôi. Cái này liên quan tới từ vựng. Baking a cake. Như vậy là đang nướng một cái bánh.
thì chúng ta sẽ chọn từ là trong nhà bếp, kitchen. Câu số 9, turn cái gì đó on. Hot, như vậy trời nóng thì chúng ta sẽ bật quạt là turn the fan. Số 10, à, cái này liên quan tới từ vựng. Người Tày và người Nùng thì sẽ sống ở đâu? Như vậy là sẽ sống ở nhà sàn. Chúng ta có từ steel house. 11, in our dining room. Đây là ngữ pháp. À, chúng ta có số 4. Số 4 thì chúng ta sẽ dùng DI là sai nè. Chỉ còn câu B và câu C. Như vậy đây là về nghĩa. Có 4 cái ghế và một cái bàn. Như vậy chúng ta dùng từ there are. Câu 12. Tiếp tục là một câu ngữ pháp. Chúng ta có an. Như vậy chúng ta sẽ dùng là are là sai. Như vậy có một cái ghế sofa. Chúng ta dùng there is. Rồi câu 13. On, vào ngày thứ mấy và thứ mấy. Như vậy chúng ta dùng từ hỏi là từ when. Câu 14, chỉ tần suất chúng ta dùng từ how often. Câu 15, cái này là sở hữu cách lớp học của bạn Lan. Như vậy chúng ta chọn câu B. Câu 16, cái cặp này của ai? It's my brother's. Phải sờ nha các em. Đây mới đúng nè. Đó, câu đi. Câu 17, there thì sẽ là there are hoặc là there is. Lot of là nhiều. Nhiều, như vậy chúng ta dùng there are. Câu 18, where. Where children là số nhiều. Như vậy chúng ta sẽ chọn where are. Where are your children? I usually watch. Trạng từ chỉ tần suất trước, sau đó tới động từ. Như vậy chúng ta chọn câu B. 20, nam không thích cuộc sống ở thành phố. Như vậy là nam, chúng ta chọn trợ động từ là doesn't, sau đó cộng động từ nguyên mẫu. 20A. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2, là cái từ nào mang ý nghĩa là tương tự như các em, đồng nghĩa. Từ đồng nghĩa với từ nice là chúng ta có từ ok, từ kind, tốt bụng. Như vậy câu C. Large, rồi rộng lớn, tương ứng với từ wide. Câu C. Many là nhiều, như vậy tương ứng với từ a lot of là câu B. Rồi qua bài số 3, các em sẽ tìm từ trái nghĩa như các em. Opposite là trái nghĩa. Như vậy trái nghĩa với từ bắt đầu là từ kết thúc. Chúng ta có từ finishes, câu C. Trái nghĩa với interesting, thú vị là chán, là từ boring. Trái nghĩa với từ behind, đằng sau là đằng trước. Chúng ta có in front of, câu A. Rồi tiếp tục bài số 4, các em sẽ cùng nhau chọn cho cô đáp án. Can you pass me the biscuits please? Pass, đưa cho tôi cái bánh. Như vậy chúng ta sẽ nói là sure, chắc chắn rồi. I love going out at weekends. Mình thích đi ra ngoài vào cuối tuần. Ok. Như vậy chúng ta sẽ chọn là câu me too, mình cũng vậy. Would you like, bạn có thích chơi bóng đá hay không? Như vậy mình sẽ nói là yes, I love to, là thích. Câu A. Câu D. Ok. Tiếp tục chúng ta sẽ làm bài số 5. Cái từ nào sau đây cần được sửa lại? Như vậy là trong này có một từ bị sai. Our school has. Như vậy từ này have là sai các em nè. Đúng chưa? Chúng ta sẽ chuyển từ have này là từ has mới đúng. Câu 2. There has a stadium next to my school.
Như vậy chúng ta sẽ dùng từ từ there is là có mới đúng. He doesn't ride a bike. Các em thấy chữ ride này có chữ s là sai. Mượn doesn't thì cái chữ ride chúng ta phải giữ nguyên mẫu nha các em. Như vậy từ ride chúng ta giữ nguyên mẫu. Số 4, she's wearing her uniform now. Chúng ta sai cái từ wearing. À, hiện tại tiếp diễn của chúng ta phải thêm động từ to be vào, có nghĩa là is wearing mới đúng. Rồi, câu số 5, my aunt is long black hair. Như vậy chúng ta sai cái từ long. Miêu tả về ngoại hình thì chúng ta phải dùng từ has. Câu số 6, it often is very hot in Vietnam in summer. À, như vậy câu số 6 chúng ta sai cái chỗ mà often is. Như vậy chúng ta sẽ sửa lại là it is often, ngược lại nhé các em. Câu số 7, they always don't go to work on Sundays. Như vậy chúng ta sẽ sai câu là always don't. Chúng ta sửa lại they don't always go to work. Rồi chúng ta chuyển sang phần C là phần reading, phần đọc. Ok, câu số 1 của chúng ta, she... without family. Như vậy cô ấy sống, cô ấy thì động từ thêm sờ vào. Như vậy câu A là đúng. Câu số 2, cô ấy là một giáo viên toán ở trường này. Như vậy chúng ta sẽ dùng từ she was math teacher at, ok, nhớ từ at. Câu số 3, cô ấy thích dậy sớm, chúng ta có từ dậy sớm là sau like cộng động từ thêm in. Như vậy chúng ta chọn getting. Câu số 4, ai, cô ấy thường thường giúp đỡ ai đó, giúp đỡ tôi, help me. Câu số 5, cô ấy kể cho tôi nghe những cái gì thú vị, những câu chuyện hay là những cuốn sách. À, những câu chuyện thú vị. Ok, chúng ta dùng từ stories, câu A. Câu số 6, listen thì sẽ đi với từ, giới từ nào? Listen to me, ok, câu B. Tiếp tục, đúng hay là sai? À, chọn đáp án đúng. Trường mới của tác giả ở đâu? Đây, các em thấy này, quiet place, not far from city center. Như vậy câu đúng là câu A. Câu số 2, à, những học sinh ở đây là người như thế nào? À, như vậy chúng ta có từ đây là hardworking and serious. Ok, như vậy chúng ta sẽ chọn từ câu A. What are teachers like, giáo viên người như thế nào? Có bao nhiêu câu lạc bộ ở trong trường và tại sao tác giả lại yêu trường? Ok, chúng ta cùng xem nha các em. Rồi, như vậy là có 32 lớp với 1.000 người học sinh. Học sinh ở đây thì friendly. Trường của tôi có nhiều câu lạc bộ khác nhau. Tôi thích tiếng Anh. Tôi tham gia câu lạc bộ tiếng Anh. Tôi yêu trường bởi vì nó là một môi trường tốt. Ok. They are helpful, kind and friendly. Có bao nhiêu câu lạc bộ thì các em phải đếm. Good school, câu B. Rồi có bao nhiêu câu lạc bộ ở đây? Chúng ta có
One, two, three, four, and five. Như vậy là có 5 câu lạc bộ. Đáp án của chúng ta là five. Bài số 6 là bài viết. Câu số 1. Lan's eyes are beautiful. Câu C. Câu số 2. She looks like her mother. Okay. She is slim and... Nga likes her own room best in the house. Okay, go D. I have a younger brother. His name is Tom. Tom, my younger brother name is Tom. Oh, sorry. Câu này sai rồi. Câu này mới đúng nè. My younger brother's name is Tom. Câu A. Thank you.